Có bạn nào thi thử chưa? Tuần trước chúng ta có một buổi thi thử đúng không? Bạn nào thi thử được bao nhiêu điểm nữa? Hôm nay, không phải hôm nay mà là tuần này, cuối tuần sau nữa, cuối tuần sau nữa nữa đều có thi thử. Nói chung là chúng ta sẽ hoàn toàn có rất là nhiều cái cơ hội để thử xem cái năng lực của mình hiện tại đang ở đâu và tự đặt mình trong một cái trạng thái là thử làm một đề như đề đi thi xem chúng ta có run không, chúng ta có sẵn sàng không, kiến thức của chúng ta đến đâu rồi và điểm của chúng ta được bao nhiêu. Đó. Thông thường thì điểm thi thật của chúng ta nó sẽ là bằng với trung bình cộng chia ra của điểm thi thử các lần. Thông thường sẽ là như vậy. Đương nhiên nó phụ thuộc vào mức độ khó của các loại đề thi nữa và cái tâm trạng lúc đấy chúng ta đi thi nữa. Trước khi vào chữa đề đọc hiểu, cùng nhau làm và học thêm kiến thức mới của đọc hiểu N3 và N2, chúng ta đi qua xem cái này một chút. Đó là Dũng Moody sẽ tổ chức thi thử online cho các bạn. Offline cũng có nhá. Offline nếu các bạn ở Hà Nội, các bạn ở Sài Gòn thì cũng có những kỳ thi thử. Nhưng online cũng có. Và có tận 5 kỳ thi thử cơ. Và đặc biệt kỳ thi lần này, đợt lần này thi thử Dũng Moody có những gì đặc biệt? À, có bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng thì cái này như những năm ngoái đều có rồi. Và chúng ta hay gọi vui là gì ạ? Đua top. Chúng ta cố gắng làm điểm cao, đua top để hiện lên top 1, 2, 3 hoặc top 10 hoặc top 20. Đó, nó sẽ có một cái bảng này. Nhìn rất là oai, nhìn rất là oách đúng không? Nhưng ngoài ra năm nay sẽ có một cái phần mới, đó là gì ạ? Có sơ đồ đánh giá năng lực. Để chúng ta biết là chúng ta đang yếu phần nào, chúng ta cần phải. Với thi là một câu chuyện chiến lược mà chúng ta phải phân bổ thời gian để ôn phần nào nhiều hơn đúng không ạ? Đây, nó sẽ có bản đồ thi. Bản đồ kết quả thi chia theo kỹ năng. Đó. Nó là bản đồ mạng nhện này, chữ Hán, từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu và nghe hiểu. Đó. À, tức là ví dụ bạn này thi này, tức là bạn này yếu từ vựng quá rồi đúng không? Nhưng chữ Hán lại rất ổn chẳng hạn. Đó, nghe hiểu tạm được, đọc hiểu tạm được, ngữ pháp thì còn hơi lưng chừng, kiểu như vậy. Đó, rất hay. Tổng điểm đương nhiên sẽ có. Các bạn nhá. Rồi. Cái này đây là cái tính năng hoàn toàn mới này. Rồi. Ngoài ra chúng ta được xem lại đáp án ngay sau bài thi này. Có thể theo dõi kết quả so sánh qua từng đợt thi. Đợt này chúng ta thi 5 lần. Một lần ở tuần trước rồi. Cuối tuần này sẽ là một lần thứ hai. Có 5 lần thi. Các bạn được, nếu được nhé, các bạn nên tham gia cả 5 lần thi và xem điểm của chúng ta nó tăng hay nó giảm, hay nó đi ngang, hay có những lần thi nó như thế nào. Hoàn toàn chúng ta có thể quan sát một cách cực kỳ trực quan và hiệu quả ở đây. Rồi. Đợt tiếp theo chúng ta sẽ có thể thi từ thứ 6 ngày 14 tháng 6 đến chủ nhật ngày 16 tháng 6. Trong khoảng thời gian này các bạn thi lúc nào cũng được, thi vào lúc nửa đêm cũng được. Đó, và khi các bạn bắt đầu thi thì hệ thống sẽ mới bắt đầu tính giờ các bạn nhé. Ok chưa? Nói chung nó sẽ tính đủ giờ cho các bạn như một đợt thi, như một kỳ thi thông thường. Đợt 1 thì qua rồi. Đó, bạn nào mà bỏ lỡ đợt 1 thì nhớ thi 4 đợt sau này, 1 đợt 2, đợt 3, đợt 4, đợt 5 và xem cái lịch sử thi mình lên, mình tiến bộ hay mình xuống hay mình như thế nào. Ok chưa? Hay là có thể là mình xuống, nhưng mình xuống bởi vì đề nó khó dần chẳng hạn. Ok. Rồi. Quay trở lại nội dung chính của ngày hôm nay, đó là chúng ta có chuỗi series livestream 8 tuần đếm ngược. Và buổi ngày hôm nay thứ 3, còn nhớ thứ 3 là gì không ạ? Thứ 3 sẽ là đọc hiểu các bạn nhé. Thứ ba là đọc hiểu. Chúng ta sẽ học đọc hiểu N3, N2. Đó. Hơi tiếc là trong các buổi này thì chúng ta chưa có đọc hiểu N1. Thì mình để xem 1-2 tuần tiếp theo có làm đọc hiểu N1 không. Nhưng bởi vì là số bạn học N1 đọc hiểu thì nó hơi ít. Cho nên sẽ ưu tiên các em, các cô 2 học N3, N2 hơn. Còn bạn nào mà muốn học đọc hiểu sâu và luyện thi thì có thể là học cùng chúng mình. Đã học trong các lớp. Rồi. Chủ đề vẫn là tìm chúng đọc đúng. Ok, trước khi vào này, mình vẫn nói bởi vì buổi livestream lần trước cũng có một bạn comment, đó là ơ, thế thì không cần đọc à? Chỉ cần nhìn tìm à? Chỉ nhìn phát là chọn à? Như thế đâu phải là đọc hiểu N3, N2, N1 đâu. Đấy, đọc hiểu N5 rồi. Mình vẫn phải nhấn mạnh lại một lần nữa, đó là chúng ta tìm ra những phần quan trọng cần đọc để chúng đọc kỹ. Còn những phần không cần quan trọng thì chúng ta đọc lướt. Đó, vẫn đọc nhá, vẫn đọc cả bài. Đó, và khi mà chúng ta chữa đề như này này, mình sẽ chữa cho các bạn
Bằng cách là gì? Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn lướt skinny scamming, sau đó thì cho trong bài. Đó. Xem là đọc phần nào để ra đáp án. Sau khi ra đáp án, mình sẽ dịch lại cả bài một cách cực kỳ chuẩn chỉ, cẩn thận cho các bạn. Ok chưa ạ? Đáp ứng tất cả những cái cách học các bạn luôn. Rồi. Và một cái lưu ý nho nhỏ thôi. Các bạn rất là hóng làm bài, đợi một lưu ý nho nhỏ. Bài đầu tiên chúng ta sẽ học về bài, sẽ làm bài N3. Hai bài sau sẽ là về N2. Và mức độ khó của ba bài hôm nay là mức độ khó tầm khoảng trung bình hoặc là hơi dễ một chút, để cho chúng ta đỡ stress. Hàng ngày ôn bài đã rất là stress rồi, lên livestream đang lướt Facebook, lướt livestream cũng học những bài rất khó thì chúng ta rất là stress. Đó, mức độ của nó sẽ từ trung bình trở xuống một chút. Đó. Ngoài ra và vì thế cho nên thời gian mình làm mình cho các bạn làm nó không phải là 4 phút như bình thường nữa mà khoảng 3 phút thôi nhá. Bởi vì là mức độ không quá khó. Ok. Nào, bài N3 đầu tiên cho các bạn 3 phút bắt đầu. Rồi, hết 3 phút của chúng ta rồi. Nào, cả lớp mình comment đáp án xem nào. Rồi. Đây, bạn Phan Nguyễn chọn 4, bạn Nguyễn Bảo Long, Xuân Đức đều chọn 4, bạn Ngọc Tường, bạn Hoàng Thanh, Mai Cua, Hình Thanh Quý đều chọn 4. Ok, trước khi đi đáp án bài này, thì mình quên mất nói một cái nữa là chủ đề của... Các bạn nào nhớ là buổi livestream đọc hiểu tuần trước, mình nói kỹ về cái gì không các bạn? Liên quan đến đáp án. Cách tác giả tạo nên đáp án gì nhỉ? Focus vào cách tác giả tạo nên đáp án gì nhỉ? Các bạn có nhớ là tuần trước nói cái gì không? Có bạn nào mà gì nhỉ? Tham gia vào buổi livestream tuần trước không? Cách tác giả tạo ra đáp án sai, đúng không? Tuần trước chúng ta focus vào các đáp án sai. Làm sao để tránh các đáp án sai? Người ta tạo ra một đáp án sai như thế nào? Và sẽ có lý thuyết, 5 cái lý thuyết đấy. Nhiều bạn screenshot màn hình ở này kia đúng không? Các bạn không phải screenshot đâu. Các bạn lên YouTube nó sẽ có cái video đăng lại của cái bài livestream đó. Còn tuần này mình sẽ dạy các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn kỹ về gì ạ? Một đáp án đúng nó như thế nào? Và đặc biệt sẽ focus vào cách tạo ra đáp án đúng bằng cách dùng từ đồng nghĩa hoặc dùng cách nói giống nhau nhá. Dùng từ đồng nghĩa hoặc dùng cách nói giống nhau. Ok. Quay trở lại bài này. Thì ok, một bài này là một bài về Oshirase. Một bài thông báo. Và chúng ta chú ý câu hỏi này. Jūmin ga shinakutemo ii koto wa nani ka? Không phải là việc những người dân cần làm, mà những người dân không cần làm. Và chúng ta để ý là từ này chúng ta phải cho đồng nghĩa như nào ạ? Khi có một keyword chúng ta cứ đồng nghĩa. Hôm nay chúng ta học về đồng nghĩa mà. Shinakutemo ii là gì ạ? Hitsuyonai. Không cần thiết. Vậy một thằng sẽ là không cần thiết, còn ba thằng sẽ là thằng ba thằng cần thiết. Đó, vậy chúng ta phải nhìn vào trong bài, tìm những cái liên quan đến cần phải làm gì. Nhớ nhá, cần phải làm gì hitsuyo. Đó, hoặc những từ kiểu như hitsuyo, hoặc những yêu cầu từ phía người viết gửi đến. Người viết bảo là gì ạ? Những người Jūmin, những người sống ở đây phải làm gì, hãy làm gì. Đó, vậy chúng ta chú ý vào gì ạ? Thứ nhất là hitsuyo, thứ hai là những câu hỏi, những cái lời yêu cầu. Đó, vậy nó nằm ở đâu? Đây. Ở đây chưa ạ? Đây, yoroshiku onegai shimasu. Cũng là một lời yêu cầu nhưng mà nó chỉ là lời nhờ bình thường thôi. Tiếp theo là gì ạ? Hitsuyo desu. Hitsuyo na kensa desu. Gì nữa? Kanarazu irasharu you ni shite kudasai. Đó, một cái lời yêu cầu. Yêu cầu ai? Đây là gửi đến Jūmin no minasama, gửi đến quý cư dân. Đó. Ok chưa? Rồi, tachiai ga hitsuyo to narimasu. Đó. Vậy để làm bài này, đương nhiên đọc cả bài cũng là một phương pháp cực kỳ an toàn, nhưng hoàn toàn chúng ta có thể focus đọc kỹ hơn với những phần có chứa hitsuyo này, hitsuyo này, te kudasai này, onegai shimasu này, you ni shite kudasai này. Đó, ok. Và khi đó chúng ta hoàn toàn có thể nhìn rất nhanh, chọn rất nhanh ra đáp án số 4. Đây là thằng duy nhất không được nói trong những câu yêu cầu hay những câu chuyện về siêu này. Ii desu ne. Rồi, vậy bây giờ chúng ta dịch bài này một lần nhé. Nào. Gasukiki teiki tenken no oshirase. Đây là thông báo về việc kiểm tra định kỳ đối với các thiết bị liên quan đến ga gửi quý vị cư dân ở trên.
Gaki no nitte de gas kiki ga seijo ni sado shiteiru no ka, sado shiteiru ka no tenken sagyo o okonaimasu. Tenken ni wa sundeiru kata no tachiai ga hitsuyou tonarimasu. Được chưa? Đây có từ tachiai. Tatsu là đứng, ao là gặp, tức là phải đứng gặp nhau. Tức là gì ạ? Nó có nghĩa là chứng kiến hoặc là đứng xác nhận việc gì đó. Tức là có mặt ở đây, hoặc chúng ta thì là cần phải có mặt. Đó. Theo như cái lịch ở dưới đây thì chúng tôi sẽ thực hiện công tác kiểm tra xem những thiết bị ga có đang hoạt động một cách bình thường, ổn định hay không, seijo, đúng không? Và trong việc kiểm tra này thì cần việc chứng kiến, cần việc có mặt xác nhận của những quý cư dân đang sống ở đó. Tức bắt buộc hôm đấy người ta kiểm tra mình phải có mặt ở đây. Đó là một. Chúng ta nhìn. Có thể là chúng ta chọn luôn được 3 này. Tức là chọn luôn 3 là sai, bởi vì đây là siêu nai cơ mà, đúng không? Đó. Tiếp theo này. Gaki no shite jikan chuu wa o heya ni kanarazu irasharu yō ni shite kudasai. Đó. Là gì ạ? Anh hãy làm sao cho nhất định ở trong cái thời gian chỉ định dưới đây ấy, anh phải có mặt ở trong nhà. Irasharu là kính ngữ của iru, đúng không? Đó, anh phải có mặt ở nhà. Và đây là buổi kiểm tra cần thiết để nhằm mục đích an toàn cho quý vị. Cần thiết, đó. Vậy tức là gì ạ? Anh cần thiết phải có được, phải nhận được việc kiểm tra định kỳ với các thiết bị ga chứ. Đó, vậy câu 1 cũng là cần thiết, nhưng bài nó hỏi không cần thiết, đúng không? Vậy nó sai. Đó. Tiếp theo này. Đô cả của kiểu điều của Yoroshiku onegaishimasu. Mong mọi người hợp tác. Đánh dấu hoa thị chú ý này. Tachiai ga muri na bae wa 17日 made ni kanrinin e kanarazu go renraku kudasai. Trong trường hợp mà không tachiai được, không có thể có mặt ở đây được ấy, thì hãy liên hệ đến người quản lý. Hạn chót là ngày 17. Ok. Vậy nếu trong trường hợp không có mặt phải làm sao ạ? Liên hệ trước. Jizen renraku. Đấy, fuzai ở đây nó đồng nghĩa với câu chuyện là gì ạ? Tachiai ga muri. Đó, đều là câu chuyện đồng nghĩa. Đều là câu chuyện đồng nghĩa thôi, đúng không ạ? Cái này cũng cần thiết, nhưng bài hỏi không cần thiết, vậy cái. Đó, vậy chúng ta quan sát những cái đuôi câu này này. Te kudasai này, kudasai này, shite kudasai này, hitsuyou na này, hitsuyou na này, hitsuyou ni narimasu này, là chúng ta hoàn toàn có thể nhìn được rất chắc cái đáp án của câu này. Ok chưa các bạn? Rồi, tiếp theo đây sẽ là một câu N2, tuy nhiên thuộc dạng trung bình dễ. Cho nên đây là một câu mà các bạn N3, N2 cùng nhau làm giúp mình, để xem đáp án đúng là đáp án nào. Bắt đầu. Bạn Trương Văn Phong chọn 4, bạn Huỳnh Thanh Quý chọn 4, bạn Nguyễn Bảo Long chọn 4, Đỗ Quyết Thắng chọn 4, Huỳnh Hương chọn 4, Nguyễn Vĩnh San, Đỗ Vi, Nguyễn Ngọc Tường, Trang Hai Cô và bạn Huy Hoàng đều chọn 4. Kể, chắc có thể, có lẽ là cũng có những bạn, nếu mà chúng ta đọc nhanh quá hoặc chúng ta nhìn không kỹ các đáp án này, có thể chúng ta chọn sai. Nhưng mà có thể là nhìn thấy các bạn chọn 4 là mình lại không dám ấn chọn 3, chọn 2, chọn 1 nữa, đúng không? Nhưng không sao. Đúng, bài này của chúng ta đáp án là đáp án số 4. Đó, là đáp án số 4. Chúng ta để ý này. Đây một bài người ta hỏi là gì ạ? Shima ni sundeiru doubutsu wa dou narimasu ka to. Những loài động vật sống ở ngoài đảo nhá, chúng ta không hỏi trong đất liền đâu, thì sẽ như thế nào? Đó. Và đây là một bài đặc biệt vì chúng ta có thể nhìn được keyword ở trong chính các câu hỏi. Đây. Keyword ở đây không ví dụ nhá, các bạn bây giờ mà đọc cả tất cả 4 câu này xong nhớ ý nghĩa của các câu thì cũng được. Nhưng có một cách nhanh hơn với bài này, đó là gì ạ? Chúng ta để ý này. Nó chỉ là câu chuyện, đúng không? Những loài động vật to thì to hơn hay nhỏ đi? Đúng không? Những loài động vật to thì to hơn hay nhỏ đi? Còn những loài động vật nhỏ thì cũng to hơn hay nhỏ đi? Nó chỉ là câu chuyện như thế thôi. Vậy chúng ta focus vào câu chuyện là những loài động vật to thì sẽ như thế nào, và những loài động vật nhỏ thì cái kích thước của nó sẽ trở nên như thế nào. Nhưng đừng quên ở đây có một cái nữa này, là người ta hỏi ở đảo. Vậy sẽ có một những cái loài động vật nó sống ở đâu đó khác nữa, đúng không ạ? Đó, và chúng ta chỉ tập trung những loài động vật ở đảo thì con to sẽ như thế nào và con nhỏ sẽ như thế nào. Đó. Vậy bây giờ này, chúng ta nhìn xem.
Nào, các bạn sẽ nhìn vào câu nào trước? Các bạn sẽ đọc tập trung vào câu nào ạ? Nhìn thấy cái từ này không? Đọc là Kogataka. Ka là gì ạ? Ka là naru đúng không? Naru đúng không ạ? Kogata là gì ạ? Chisai. Chisaku naru. Nó từ đồng nghĩa thôi. Nó dùng các cái từ đồng nghĩa mà. Chisaku naru. Thế con nào? Con này. Con rô là con voi. Nhìn con voi là auto biết là con to đúng không? Và đây là ở đảo. Đấy. Ở trên đảo thì con voi nó sẽ Kogataka shiteita. Con voi nó sẽ nhỏ đi đúng không? Chúng ta để ý những cái gì ạ? Để ý những cái liên quan đến đảo và những cái liên quan đến to nhỏ hơn đúng không? Câu chuyện to nhỏ hơn đúng không? Rồi là để ý đến cái gì ạ? Đây, đảo này. Xong lại có gì ạ? Okiku naru. Đấy, ở đây cũng là đảo nhá. Chisaku naru. Chỉ dùng từ khác thôi, từ đồng nghĩa mà. Ở đảo thì okiku naru. Con này là con gì? Đấy. Kore ra này. Kore ra thì nhìn ngay thằng đằng trước sẽ biết chủ ngữ là gì. Ngay thằng trước của nó là gì ạ? Nezumi ya usagi no you na size no chisai mono. Đấy, tức là những con có size nhỏ, có kích thước nhỏ như con chuột, như con thỏ thì ở đảo nó to hơn. Còn những con này thì ở đảo nó nhỏ đi. Con này là con gì ạ? Con này người ta không biết là con này to hay nhỏ, nhưng mà so với con này thì sao? Con này chắc chắn là con to rồi. Vậy chú ý về đảo, về to nhỏ là chúng ta hoàn toàn có thể chắc được 90% đáp án là đáp án 4 rồi. Đúng không ạ? Những con to thì sẽ nhỏ đi, còn những con nhỏ thì sẽ to lên. Ngoài ra chúng ta có thể chỉ cần đọc lướt qua bài này một lần nữa cho chắc là được mà thôi. Đó. Rồi, vậy chúng ta dịch cả bài xem nhá. Shima ni sundeiru doubutsu to tairiku ni sundeiru doubutsu to dewa size ni chigai ga miraremasu ne. Dewa đây là giữa này. Đấy, tairiku là đại lục tức là đất liền đúng không? Giữa những loài động vật sống ở trên đảo và những loài động vật sống trên đất liền thì sao ạ? Người ta có thể nhìn thấy được sự khác nhau trong kích thước của nó. Tenkeitekinamono wa zō de shima ni kakuri sareta zō wa sedai o kasaneru uchi ni dondon kogataka shiteitta. Đó. Một cái loài động vật điển hình đó là con voi. Một con voi mà được cách ly ở ngoài đảo, cách ly ngoài đảo tức là sống ở trên đảo đúng không ạ? Thì qua các thế hệ, đấy, sedai kasaneru. Qua các thế hệ thì nó dần dần ngày càng nhỏ đi. Đó. Shima tuyu tokoro wa tairiku ni kurabe phải shokubutsu ryō mo sukunai shi somosomo no menseki mo semai nda kara doubutsu no hō mo sore ni awasete mini size ni natte iku no wa nan to naku wakaru ki ga suru ga hanashi wa sou ka tanjun dewa nai. Ở trên đảo ấy, cái cuộc sống trên đảo ấy thì so với trong đất liền thì đương nhiên lượng thức ăn cũng ít hơn. Và về bản chất thì diện tích trên đảo nó cũng nhỏ hơn. Cho nên là gì ạ? Cái việc mà những loài động vật sống trên đó cũng trở nên nhỏ hơn để phù hợp với cái đó, phù hợp với diện tích và phù hợp với lượng thức ăn là một điều cũng dễ hiểu thôi mà. Đúng không ạ? Nhưng câu chuyện lại không đơn giản như thế. Đó. Tức là con voi ở trên đất liền, à con voi ở trên đảo thì nhỏ hơn trên đất liền. Thì người ta bảo là gì ạ? Ờ thì trên đảo thì cũng ít đồ ăn mà, diện tích cũng bé mà, cho nên con voi ở trên đảo nó nhỏ hơn cũng việc dễ hiểu thôi. Nhưng câu chuyện không đơn giản như thế. Không đơn giản như thế nghĩa là sao các bạn? Ví dụ bài này nó chỉ hỏi thế này thôi đúng không? Với những bài dài chô bưng nó hỏi dài hơn, thì những cái câu chuyện này chúng ta cũng phải hiểu. Có thể đây là một câu gạch chân này. Người ta sẽ hỏi là gì ạ? Hanashi wa sō tanjun dewa nai to wa dou iu imi desu ka? Các bạn hiểu cái câu này nghĩa là sao? Nào, các bạn nào comment được không? Các bạn họ trả lời câu này mới gọi là các bạn vỡ ra được bài này, hiểu sâu được bài này, chứ không chỉ đơn giản là chọn được đáp án. Câu chuyện không đơn giản như vậy tức là sao ạ? Câu chuyện không đơn giản rằng cứ sống ở đất liền thì to mà cứ sống ở đảo thì bé. Đúng không? Đó, mà những con nhỏ như chuột, như thỏ, khi chúng ta nhìn vào những con nhỏ như chuột, như thỏ thì sao ạ? Lại ngược lại, ở đảo nó lại
to hơn bình thường. Ok chưa? Rồi. Và số 4 cũng là đáp án của câu hỏi này. Hay. Ngoài ra chúng ta sẽ có lớp luyện đề cấp tốc online nếu bạn nào muốn học trực tiếp với các thầy cô mà livestream hàng ngày cho các bạn. N3, N2, N1 thì hoàn toàn có thể liên hệ để chúng mình. Ok chưa ạ? Và lớp này đã bắt đầu từ hôm qua rồi. Và nếu mà và sẽ đóng cửa trong vòng 1-2 ngày nữa nếu các bạn không đăng ký kịp. Rồi. Cuối cùng một bài tan bừng của N2 cho các bạn 3,5 phút. Xin mời. Bài này là một bài về bản chất nó không phải khó nhưng nó dùng các cái từ ngữ. Nó đưa những cái từ ngữ khó hiểu ở đây. Đó, nó đưa những từ ngữ khó hiểu ở đây khiến các bạn không hiểu đây là cái gì. Và khiến các bạn cảm thấy nó khó là một. Và thứ hai nó dùng cái cách là gì ạ? Lát nữa mình sẽ nói. Đó. Bắt đầu đã có những cái sự khác nhau giữa các đáp án của các bạn khi chọn đáp án của bài này. Vậy bây giờ mình chưa đưa đáp án, mình giải nó trước. Đó, với bài này thì là một bài nó sao ạ? Nó muốn chúng ta trừu tượng hóa các ý cụ thể ở đây. Cho nên bài này nếu bà bảo là diện nhìn và phát ra luôn thì khá khó. Tuy nhiên chúng ta có thể chú ý các keyword ở đây này. 人間の精神が大人になるには何が必要ですか? Đâu là thứ cần thiết để làm gì ạ? Tinh thần của một con người trở nên chín chắn, tinh thần trở nên người lớn, đúng không ạ? Tức là làm sao để tinh thần của một con người trở nên chín chắn? Thì người ta xem đây này, nó là cái câu cuối cùng. そうやって人間の精神は大人になっていくんです. Bằng cách đó, đúng không ạ? Bằng cách đó. Vậy chúng ta để ý bài này nó sẽ có hai ý giống y hệt nhau. Thứ nhất là gì ạ? Đây, các bạn để ý không ạ? Có hai cái vế y hệt nhau luôn. Và đâu nữa ạ? Vậy đây là hai ý cụ thể. Đây là hai ý cụ thể. Và người ta bắt các bạn trừu tượng hóa nó thôi. Đơn giản vậy thôi. Đó. Chúng ta đọc nhé. Và có thể khi mà mình viết ra hai cái ý này, có thể các bạn đã hình dung ra được nó là bản nào rồi đấy. Tsurai renai de kurushinda hito ga aru renai mono o yonde nagusamerareta to suru to. Tố suru to này là giả định. Mình luôn luôn nói ở trong cái giờ học ngữ pháp là gì ạ? Cụm tố suru là giả định nhá. Thì từ cái tố suru này nó sẽ có ra rất nhiều các mẫu ngữ pháp đi kèm đều là giả định hết. Tố suru to, tố sureba, tố shitara. Né, da tố sureba, da tố suru to. Né. Tất cả những cái đấy có cái gốc tố suru đều là giả định hết, ý nghĩa như nhau. Sono toki no koto tというのは ato ato made zutto oboe teiru mono desu. Tức là sao ạ? Giả định nếu bây giờ có một người đang rất đau khổ, đang rất khổ sở vì một mối tình đau khổ, thì họ đọc được một cái cuốn truyện hay là một cuốn tạp chí hoặc một cuốn tiểu thuyết về tình yêu và họ được an ủi rất nhiều, họ được chữa lành rất nhiều, đúng không? Họ được an ủi thì sao ạ? Thì cái việc đấy tức là việc gì ạ? Tức là cái trải nghiệm đó thì họ sẽ nhớ rất lâu, cho đến mãi 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 tận sau này. Ok không ạ? Và chúng ta phân tích cái trải nghiệm này là trải nghiệm gì ạ? Thứ nhất nó phải đau đã, đúng không? Thứ nhất là phải đau, tức là phải trải nghiệm thực tế. Thất tình đúng không ạ? Bị bổ đá đúng không ạ? 3.3 vân vân. Sau đó là phải đọc cuốn sách. Đúng như thế. Và cuối cùng là gì ạ? Được an ủi, được cảm nhận, được chiêm nghiệm. À hóa ra đàn ông là, à hóa ra đàn bà là, à hóa ra tình yêu là, hoặc thế nào đó. Đúng không ạ? Thì sẽ nhớ rất lâu, ok. Jinsei de souyu keigen o motteiru hito wa yappari saiwai da to watashi wa omoimasu kedo. Saiwai nha. Nó hay thi vào cách đọc đấy. Nani mo renai ni kagiranai
Kiredo, sono yona fukai keiken, fukai taiken o motte iru to, kondo wa genshi monogatari no yona goten sakuhin o yonde mo fukaku ajiwau koto ga dekiru. Đây là cái chuyện cổ Genshi, là cái chuyện cổ rất là nổi tiếng của Nhật Bản. Đương nhiên nó là cái tên riêng cho không biết rồi, ai biết được đúng không ạ? Cái này đọc là Monogatari nhá, thỉnh thoảng thi vào cái cách đọc này. Monogatari, cái kataru, kataru là kể, đúng không? Monogatari là cái chuyện kể, biến âm. Cô tên sắc hình là cái tác phẩm cổ điển. Và tôi nghĩ rằng là gì ạ? Nói gì thì nói, những cái người mà có những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm như vậy trong cuộc đời là những người rất may mắn, rất hạnh phúc. Và cái câu chuyện này không chỉ đấy, không chỉ trong phạm vi của tình yêu đâu. Tức là sao ạ? Khi đọc câu này, các bạn đừng có đọc lướt qua, các bạn không động gì trong đầu. Khi đọc cái câu này chúng ta phải auto nghĩ là gì ạ? À, đây là một ví dụ. Không chỉ trong tình yêu đâu, tức đây là một ví dụ, tình yêu đây là một ví dụ. Từ tình yêu này và từ một cái gì đó chúng ta phải trừu tượng hóa nó lên thành một cái gì đó, đúng không ạ? Không chỉ trong tình yêu đâu, mà khi chúng ta có một cái trải nghiệm sâu sắc như thế đó, thì lần tới kể cả chúng ta đọc những cuốn tác phẩm cổ điển như là cuốn đấy, như là cuốn đây là một ví dụ, như là cuốn chuyện kể chuyện cổ Genshi đi chăng nữa, chúng ta cũng có thể cảm nhận nó một cách rất sâu sắc. Và cứ như thế thì tinh thần, tức là cái suy nghĩ của con người ấy, nó sẽ trưởng thành. À, đây nó cũng bao gồm ba giai đoạn y hệt như thế. Đầu tiên là có một trải nghiệm rất sâu sắc. Đúng chưa? Thì có đúng giống chưa? Giống là bị người yêu chia tay chưa? Bổ đá chưa? Rồi tiếp theo là đọc. Ok chưa? Đúng là đọc chưa? Rồi tiếp theo là gì? An ủi. Thì an ủi tức là được an ủi, được chiêm nghiệm hay gì đấy, đúng không ạ? Đây gọi là gì ạ? Được cảm nhận sâu sắc, giống chưa? Đó, nó là các cụm đồng nghĩa mà thôi. Đó, vậy đấy là lý do đầu tiên bài này mình bảo là hôm nay mình sẽ có dạy các bạn các cụm đồng nghĩa để cấu thành nên một đáp án đúng trong một bài. Rồi, câu hỏi số 1, à đáp án số 1 này. Tsurai dekigoto o dokusho de nagusamerareta keiken. Ừ. Đủ chưa? Tsurai dekigoto. Đúng rồi, thằng này là cái thằng nói chung được. Chung được trong câu chuyện là gì ạ? Tình yêu hay là những cái trải nghiệm sâu sắc, đúng không? Tsurai dekigoto. Nên. Dokusho. Ừ, đúng rồi. Đọc. Đọc, đọc. Đều là đọc mà, đúng không ạ? Nagusamerareta. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ok chưa ạ? Không, chưa thấy sai. Cứ tích vào đây đã. Tsurai renai o itsumade mo wasurerarenai. Keiken. Nó sai hai cái. Thứ nhất, lên ai nó chỉ là một ví dụ. Thứ hai là gì ạ? Không phải là câu chuyện muốn nói khi nào mà con người trở nên trưởng thành, khi mà có một cái kinh nghiệm không thể quên về tình yêu. Không phải, người ta không nhấn mạnh câu chuyện không quên ở đây. Thứ ba nào, kurushinderu hito o nagusameta keiken, tức là cái trải nghiệm mà chúng ta an ủi người khác. Đây không phải là chúng ta an ủi người khác mà câu chuyện về mình, đúng không? Về cá nhân mình, đúng không? Sai hoàn toàn. Và số 4 này. Cố tên sắc hình thắc sang yon là kể kệ. Là cái trải nghiệm mà chúng ta đọc rất nhiều cuốn gì ạ? Tác phẩm cổ điển. Nhưng đây chỉ là một ví dụ ở cái phần số 2 thôi. Đây là một tác phẩm cổ điển. Nhưng đây nó chỉ bảo là gì ạ? Đọc những tác phẩm tình yêu, có thể là tác phẩm hiện đại, có thể là tác phẩm nước ngoài. Đúng không ạ? Đây là một ví dụ thôi. Cho nên ủ một là đáp án chính xác. Ok, bài này thông qua bài này, đúng không ạ? Thông qua bài này nói riêng và ba bài này nói chung, ba bài hôm nay nói chung, thì hy vọng các bạn hiểu thêm cho mình, đặc biệt rất là nhiều kiến thức trong đó nhé. Trong đó kiến thức chính hôm nay là các cụm đồng nghĩa trong một bài đọc hiểu, và đó là cái lý cái đường dẫn chúng ta đến đáp án đúng. Hai, いいですね. Và cuối cùng có một cái câu học tiếng Nhật qua danh ngôn cho các bạn. Đare mo ga 10 nen mai ni modoretara to omou no desu. Soshite kitto 10 nen gou no anata ni mo so omou hazu desu. Dakara kyou o shinken ni ikimashou, ikiru no desu. Ai thì cũng có thể nói là gì ạ? Giá mình có thể quay trở lại 10 năm trước
Và chắc chắn bạn của mình năm sau cũng sẽ nghĩ như vậy. Vậy thì bây giờ hãy sống thật nghiêm túc cho hôm nay. Câu chuyện không có thể là không phải xa xôi 10 năm trước, mà có thể là một tháng tới. Các bạn sẽ nghĩ là giá như mình có thể quay trở lại một tháng trước, đúng không ạ? Thì bây giờ chính là một tháng trước của bạn ở tháng 7. Đó, thì các bạn hãy làm sao để tháng 7 các bạn không phải nghĩ như thế này. いいですね。はい、お疲れ様でした。今日はご清聴ありがとうございました。また、来週の、火曜日またお会いしましょうか。